Chào cả nhà, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Video Editing. Hôm nay mình sẽ tiếp tục cái bài thứ hai của cái series dạy các phần mềm thiết kế. Mình muốn chia sẻ thêm tức là tại sao mình lại dạy cái sử dụng phần mềm 2D này trước phần mềm 3D. Tại vì là sau khi mình có thời gian mình dạy học viên của mình ấy, thì mình thấy là thật ra mọi người đều háo hức và đều muốn là được học cái phần mềm 3D trước, cũng như là thấy những cái vẽ phần mềm 3D nó rất là đẹp thì cảm thấy là muốn được cập nhật cái kiến thức đấy để mà vẽ cho nó đẹp và trông nó hoành tráng trước. Và cũng là mình thấy là trên thị trường ấy cũng đánh vào cái vì cái điểm yếu mà mọi người không có khả năng, tức là không biết nhiều về 3D như thế, nên mình cũng thấy có một cái khóa giảng dạy mà lấy chỉ riêng vẽ phần mềm 3D thôi mà lấy đến mấy chục triệu. Thì thật ra là mình thấy như thế là tiền nó bỏ ra rất là phí phạm mà không cần thiết. Tại vì thật ra là một cái khóa phần mềm học sử dụng phần mềm 3D ấy, bình thường nếu mà các cái trung tâm dạy hoặc là ví dụ bạn học theo các cái giáo trình online ấy, nó chỉ có mấy triệu thôi là người ta dạy cặn kẽ luôn. Hoặc là có thể theo các cái lớp thì thậm chí nó chỉ có 2-3 triệu thôi. Đấy. Cho nên là cái việc mà mọi người vì không hiểu cái chuyện đấy và vì không có kiến thức nên là háo hức và muốn được học cái phần mềm 3D để nhìn vẽ cũng được đẹp như người ta, nên bỏ ra mấy chục triệu học như thế thì rất là phí. Tại vì mọi người không hiểu, thật ra đấy là chỉ là học về cái gọi là kỹ năng, tức là người ta dạy bạn cách vẽ được 3D, tức là mới chỉ là cái kỹ năng thôi. Còn để vẽ đẹp được như các cái thiết kế của người ta ấy, thì đấy là vẫn là phải là ăn học, vẫn phải là rất là nhiều kinh nghiệm, rất là nhiều năm trong nghề và cái đầu óc ý tưởng sáng tạo, đấy mới là cái quan trọng, mới là cái khó để ra được một cái bản vẽ đẹp. Tất nhiên là cái việc mà thể hiện đẹp ấy nó cũng là một phần đấy, giữa để ra một cái sản phẩm đẹp thì ngoài cái việc mà ý tưởng tốt thì cũng phải thể hiện cũng phải tốt. Nhưng mà nếu mà không có ý tưởng thì thật ra là mà chỉ có công cụ không thì không bao giờ có thể ra được một sản phẩm đẹp cả. Cái đấy là mình khẳng định đấy. Thế nhưng mà chính vì thế thì mình thấy là mọi người hơi đang không hiểu rõ vấn đề, cho nên là tại sao mà mình muốn chia sẻ trong cái clip này. Tức là cái việc mà vẽ 3D ấy, nó không phải là quá quan trọng. Bình thường đối với mình mà nói ấy, một cái sản phẩm của bên mình làm ra ấy, thì thường thường phải đến 70-80% ấy, là mình không cần dùng đến 3D, mà chỉ cần các phần mềm 2D như là Illustrator và Photoshop là đã có thể hoàn toàn là có thể ra được một sản phẩm rất là đẹp rồi, đủ đáp ứng nhu cầu khách hàng và người ta hoàn toàn hài lòng, chứ không cần phải dùng đến 3D. 3D chỉ là đối với những cái sản phẩm nào mà bản thân là thiết kế nó phải có không gian, phải có trước sau, rồi là phải sử dụng ánh sáng rất là phức tạp, rồi là thứ nữa là đối với mình mà nói thì là những cái khách hàng cao cấp, nhiều tiền thì mình mới cần phải đến sử dụng những cái thiết kế 3D. Còn đối với một cái khách hàng mà chi phí người ta bỏ ra vừa phải thôi, ví dụ mình thấy các bạn ở tỉnh ấy, người ta bỏ ra cho một cái việc ra tiền khoảng mấy chục triệu thôi, thì cần gì phải đến làm 3D đâu, tại vì như thế là vừa mất công, mất sức mà lại vừa mất nhiều chi phí. Kể cả nếu mà đi thuê thiết kế mà vẽ một cái thiết kế như thế thì nó cũng rất là nhiều tiền. Đấy, cho nên là từ cái chuyện đấy mình thấy là đầu tiên ấy, mình cần học là học 2D trước. Học cho tốt Illustrator với Photoshop đi là mình đã có thể vẽ được ra những cái sản phẩm thật là ngon lành và để có thể đáp ứng được yêu cầu khách hàng rồi. Còn sau đấy thì mình mới học thêm để 3D để có thể với những khách hàng kỹ tính hơn hoặc là với những cái tiệc nó chi nhiều tiền hơn thì mình mới cần thiết phải đến cái sử dụng đến cái 3D như thế. Hôm nay anh em thấy mình có cái kính mới đẹp không? Anh em biết kính này là kính của ai không? Kính của Iron Man ấy. Gõ ngực này. Anh em thấy động tác gõ ngực đeo kính này giống không? Mỗi tội là chưa thấy áo giáp hiện ra nhỉ? Rồi mình bắt đầu vào bài luôn nhá. Thì hôm trước là mình đã giới thiệu mọi người về cái Pen Tool rồi đúng không? Pen Tool là một cái mà hầu như mọi người sẽ sử dụng để vẽ là chủ yếu. Hôm nay mình tiếp tục về các cái công cụ vẽ tiếp theo. Nay là về các cái hình nhé, mình sẽ hướng dẫn cho mọi người qua về cái hình. Ví dụ như về vẽ hình thì là đây là cái công cụ vẽ hình này. Trong này nó sẽ có tất cả các cái hình cơ bản này. Hình chữ nhật, hình ellipse, hình tròn này. Ellipse và hình tròn là cùng một cái này. Hình lục giác, ngôi sao, hình đường nét thẳng này. Đấy. Thì ví dụ nhé, bây giờ mình muốn vẽ một hình chữ nhật đây. Đấy. Mình sẽ vẽ nhé, vẽ một hình chữ nhật này. Ở đây cái đơn vị đây đang để là
Cái đơn vị đây mọi người để ý, đơn vị đây đang là point nhá. Đây. Thì mình sẽ đổi lại cái đơn vị về về mm. Đây, mình sẽ đổi đơn vị lại về mm nhé. Đấy. Thì mình nói ví dụ nhá, thứ nhất là có một cái nữa là thường bản vẽ của mình ấy. Bây giờ mình để ý nhá, nếu mà bản vẽ của mình để đúng cái tỷ lệ thật giống như là ở ngoài. Tỷ lệ thật đây là gì? Có nghĩa là nếu mà bản vẽ của mình ấy, nếu mà ở đây vừa rồi nếu mà mình bạn mới mới cài cái phần mềm Illud nhá, thì có một cái là mình sử dụng cái phím gọi là phím Shift F7. Đấy, Shift F7 thì nó sẽ hiện ra cái này. Là một cái mình rất hay dùng. Đấy, tức là cái gọi là đây tắt đi lại làm lại nhá, Shift F7 này. Thì sẽ hiện ra cái này là cái rất hay dùng, tức là cái bảng gọi là để cái công cụ gọi là Pathfinder, tức là công cụ tạo hình với cả cắt hình. Thì mình sẽ giới thiệu về cái này đây. Cái này là cái hôm nay buổi này, hôm nay mình sẽ giới thiệu chủ yếu về cái này. Thì mình nói ví dụ là cái mình vẽ một cái hình chữ nhật đây nhá. Đầu tiên mình vẽ một hình chữ nhật. À đây đang nói dở cái lưỡi. Tức là nếu mà bình thường mình để cái kích thước này này. Mình để cái kích thước này nếu mà đúng như thật nhá. Ví dụ như là 5m này. 5m ngang này. Cao khoảng 3m này. Đấy, đấy là với một, ví dụ mình làm kích thước một cái phông đám cưới nhá. Thì nếu mà cái kích thước như này này, bạn xem nhìn trong cái khung hình vẽ này. Cái phần khung hình vẽ là toàn bộ cái phần này nhá. Toàn bộ cái phần mà ô vuông màu xám xám đậm này này là cái phần mình có thể vẽ được trong đấy, mình không thể nào đưa được cái bản vẽ ra ngoài nhá. Đưa được bản vẽ ra ngoài là nó sẽ bị lỗi, mình không vẽ được ra ngoài. Thế cái phần vẽ mình nó chỉ ở trong này thôi. Thì nó sẽ choán hết cái phần khung vẽ rồi không? Nếu mà để kích thước thật. Thì thường cái cách mình vẽ là mình sẽ ở đây mình khóa tỷ lệ lại đây. Hôm trước có nói rồi nhá, là khóa tỷ lệ để thay đổi tỷ lệ nó không thay đổi này và mình để 1/10 thôi. Đấy, thì đấy là cái cách mình vẽ, tức là mình sẽ để tỷ lệ bằng 1/10 kích thước thật. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người về cái gọi là cái ghép hình đấy nha. Cái công cụ Pathfinder đấy nha. Là cái công cụ mình thường xuyên sử dụng này. Đây. Ví dụ đây là một cái hình chữ nhật này để làm một cái phông sân khấu này. Mình sẽ cho vào ở trong là ba cái hình mình sẽ cho vào trong là ba cái hình form này, như kiểu ba cái cổng form này. Đấy nhá, mọi người nhìn nhá. Thao tác nó để mà copy ra một, đây là đầu tiên mình vẽ nhá, là mình vẽ hình tròn với một hình chữ nhật nhá. Thì bây giờ mình muốn gộp cái hình này lại này. Thì mình sẽ sử dụng công cụ đây. Mình gộp cái hình lại. Đấy, mọi người thấy không? Khi mà chọn hai đối tượng đấy và dùng cái lệnh gộp hình này thì là nó sẽ tạo thành một cái hình liền, tức là nó bằng cộng của hai cái hình kia lại. Cộng hai của cái hình hai ban đầu lại. Đấy. Sau đấy là mình có thể vẽ thành ba cái vòng tròn đây. Đấy. Mình copy ra ba cái đây. Đấy thì mọi người có thể thấy là bình thường làm cưới rất là hay sử dụng cái hình thức, cái hình cái vòm cổng này như này đúng không? Đấy là cái lệnh cộp này, cộng này. Giờ trong đây mình nói thêm luôn vừa cái lệnh copy vừa rồi nhá. Là vẫn là V này. Khi mình muốn copy ra một cái hình khác ấy thì mình giữ an này. Mình giữ an và đồng thời mình giữ shift này để nó giữ thẳng này, để nó chạy thẳng cái hình này. Thì giữ an là sẽ có tác dụng là copy. Đấy. Khi mà kéo mình thả tay ra là nó sẽ copy thêm một cái. Giữ an này. Đấy, là kéo ra copy này. Còn tại sao phải giữ shift? Giữ shift là để cho cái hình nó thẳng. Nếu không giữ shift nhá. Thấy không? Có thể kéo lên kéo xuống này, kéo linh tinh này. Nếu giữ shift này
nó không chế, nó chỉ để cho mình kéo được theo phương ngang hoặc là theo phương dọc thôi đấy, hoặc theo phương chéo 45 độ đấy. Đấy là ba cái phương nó có thể kéo được thôi đấy. Còn nếu thả ship ra thì sẽ kéo linh tinh này đấy, thì mọi người để ý việc đấy nhé. Đấy, cái lệnh, đấy là cái lệnh copy ra này, copy ra là nhé, chọn hình này, giữ an này, giữ ship, đồng thời giữ ship để giữ cho hình nó song song, kéo ra này đấy. Đấy, nếu mà mình có thể kéo xuống này, kéo chéo lên này đấy, copy ra này. Thứ hai là nữa là lặp lại cái lệnh đấy nhá, lặp lại một cái lệnh y hệt như thế với cùng khoảng cách, thì mình ấn Ctrl D đấy, Ctrl D nhá, Ctrl D này đấy, thì là nó sẽ lặp lại một cái lệnh y hệt như thế nữa. Mình nếu mà mình tiếp tục làm nhá, mọi người tiếp tục làm này, Ctrl D, Ctrl D này đấy, nó sẽ liên tục ra các hình này đấy. Tức là Ctrl D là lặp lại cái lệnh vừa rồi. Các mọi người xem là bây giờ cái thứ hai nữa là hôm trước mình chưa nói kỹ hơn mọi người về cái gọi là cái thao tác trong vùng làm việc nhé. Thao tác trong vùng làm việc thì có cái lệnh Z là lệnh zoom đây, ấn zoom đây, thì mình có thể khi mình ấn zoom nhé, ấn vào Z này nó sẽ thành hình dấu cộng này, dấu cộng trên bàn phím này, thì mình ấn chuột này, ấn click chuột này, ấn click chuột và kéo ra này, ấn click chuột vẫn giữ chuột nhá, kéo lên kéo xuống này thì nó sẽ zoom ra zoom vào này. Đấy, đấy là cái thao tác zoom này đấy, mọi người thấy không, thao tác zoom này. Thứ hai là cái lệnh cách nhá, ấn dấu cách này, ấn dấu cách là nó thành hình bàn tay này, mình mà kéo được cái khung hình nhá, để mình nhìn này. Đấy, đấy là cái mà mình thường xuyên làm đấy, tức là trong một cái bài mình làm thì thường xuyên là bao giờ tay mình cũng ấn giữ vào cái dấu cách và mình kéo đi để mình trong khung nhìn mình nhìn này. Và khi mình muốn zoom vào chỗ nào này thì mình ấn Z này, mình kéo vào này. Đấy, mình kéo vào này, kéo ra kéo vào này để zoom ra zoom vào này. Đấy, mình lại quay ra ngoài, đấy. Đấy. Ví dụ trong cái bản vẽ mình có khoảng 2 3 cái khung hình mình cùng copy ra một lúc mình đang làm này. Đấy, khi thì mình có nhu cầu là mình zoom hẳn vào để mình nhìn riêng cái này. Khi thì mình lại zoom ra để mình nhìn lại toàn bộ. Đấy, thì mình cứ ấn Z xong rồi mình kéo ra kéo vào này. Di chuyển khung hình thì mình giữ cách. Di chuyển khung hình thì mình giữ cách nhé. Để di chuyển thì ấn xong rồi. Mỗi lần ấn là kéo là di chuyển này, giữ cách và ấn kéo di chuyển này. Đấy, như thế là nó có hai cái lệnh cơ bản để quan sát trong vùng nhìn. Một là giữ cách, giữ phím cách để di chuyển trong khung nhìn, và hai là lệnh Z là để zoom vào, zoom ra zoom vào để ấn và kéo rồi. Đấy, ấn chuột và kéo này. Đấy. Thì mọi người thấy đấy là cái mà hai cái cơ bản trong quá trình vẽ ấy, thì mình sẽ có nhu cầu, tức là các cái hình của mình ấy, nó giống như một cái tập giấy ấy, nó phải có một lớp trên lớp dưới, nó giống như ở bên Photoshop là các layer đấy, có cái layer trên layer dưới, thì mình cứ nói tưởng tượng đấy mọi người, là ví dụ như là ở đây mọi người sẽ thấy là cái xanh lá dưới cùng này sẽ đến màu đỏ, đến màu vàng, đến màu xanh lam, đúng không? Cái thứ tự của nó trên dưới là nó sẽ ảnh hưởng đến nhau rất là nhiều trong về hình, đúng không? Thì bây giờ cái lệnh cơ bản ấy, để mà muốn một cái hình này ấy, nó đang ở trên cùng đấy đúng không, màu xanh lam đang ở trên cùng mà nó chui xuống dưới đúng không, thì giữ nút Ctrl này, giữ Ctrl và ấn nút này này, ấn nút mở ngoặc này là nó chui xuống dưới này. Muốn lên thì lại vẫn giữ Ctrl nhé, ấn đóng ngoặc thì nó lên này. Đấy, đấy là chạy lên chạy xuống này. Nếu mà muốn một phát là lên trên cùng luôn nhé, thì Ctrl Shift và ấn nút mở ngoặc hoặc đóng ngoặc, đấy là sẽ lên một phát trên cùng luôn hoặc xuống dưới cùng luôn. Thì tại sao phải như này? Tại vì cái này là nó có ít hình nữa nhá, nó có khoảng 4-5 hình, thì cái việc mà chạy lên chạy xuống này là đơn giản đúng không, mình có thể ấn dần. Nhưng nếu trong một cái bản vẽ của mình ý, nó có rất nhiều layer, rất nhiều hình ảnh ghép vào, nó có thể đến thậm chí là vài chục hoặc vài trăm hình, thì không thể nào mà mình cứ ấn dò để đợi lên xuống như thế được, nó rất là lâu đúng không, thì mình phải dùng cái lệnh, tức là chạy lên chạy xuống hết như này thì mình mới nhanh được đấy. Thì tại sao lại phải dùng cái việc đấy? Và có một cái thứ hai nữa là mình muốn nói thêm với mọi người một cái cơ bản nữa là cái group. Ví dụ hai cái hình đơn này nhá, nó đang là hai hình rời đúng không?
như group, tức là thì nó sẽ biến nó thành một nhóm với nhau, nó sẽ thành một cái hình liền với nhau đấy. Tức là kéo đi đi đâu là nó đi theo đấy, co kéo là nó sẽ theo, thay đổi theo, đúng không? Đấy là group, là control G là phím tắt, còn ungroup là control shift G đấy, mọi người nhớ nhá. Group là control G này, đấy là group lại rồi này, và bỏ group là control shift G đấy, là tháo ra này đấy. Đi vào nhà đi. Thì bây giờ là tiếp tục cái lệnh cắt hình nhá, tiếp tục các cái lệnh cắt hình, vẽ hình trở lại nhá. Đây là hai hình này, gộp hình này đấy, gộp hình này. Để ý là hình nào ở trên thì màu sẽ theo hình đấy nhá. Gộp hình này đấy. Đấy, bây giờ là cái lệnh mà chạy lên chạy xuống này, bạn thấy có tác dụng chưa? Đấy, trong quá trình vẽ đúng không, mình cần cái nào lên cái nào xuống đấy. Cắt hình này, cắt hình đi, trừ đi để lấy còn lại cái hình ở dưới này đấy. Cho cái này lên thì lại ngược lại này đấy, cho cái này lên này thì lại ngược lại này đây, cho cái này lên này thì ngược lại này đấy. Lại cắt hình giao nhau này đấy, giữa giao giữa hai hình này. Lệnh cắt hình lấy cái phần còn lại này, bỏ phần ở giữa giao nhau đi này. Vẫn là nguyên tắc hình nào trên thì là màu đấy nhá. Đây, bây giờ tiếp tục là cái này. Đây, cắt hình và tách thành các cái hình rời ở trong. Mình làm nó thành Ctrl Shift G nhá. Đấy, nó sẽ tách rời ra thành cái mảng này. Đấy. Đây, xem nhá. Đấy, nó gộp thành một gộp này, gộp thành một group nhá. Mình bỏ group ra này, ấn group ra này. Đấy, thì nó sẽ rời thành các hình rời đấy, đúng không? Tiếp theo nhá, lệnh tiếp theo nhá. Đấy, tức là vẫn tạo thành hai hình rời, chứ không phải là cắt cả cái phần cắt, dao cắt nữa, đúng không? Đấy, đấy, tạo thành hai hình rời này. Đấy, chứ không có phần giao cắt nữa. Tiếp nha. Chả hiểu cái lệnh này nó khác gì cái lệnh kia. Hai cái lệnh này chả hiểu khác gì nhau cả. Tại vì thực ra mình ít khi dùng cái lệnh này. Đấy. Cái này là cắt và để lại cái phần dư đường viền thôi nhá. Nhưng mà cái đường viền nó lại là hình không có nét, không có nét, không có hình gì cả. Đây, nhìn đây nhá. Không có nét, không có hình gì nhá. Thì muốn có nét có hình thì mình lại phải đặt nét, đặt màu cho nó nhá. Tăng độ lớn lên này. Đấy. Tức là nó biến thành một cái hình mà không nét, không viền gì cả, gọi là hình tàng hình đấy. Đấy, nó chỉ mờ mờ, khi để di chuột lên thì sẽ vẫn sẽ nhìn thấy nhá. Đi vào nhà thằng này. Em bảo không làm phiền bố mà bố đang làm việc vậy. Đây là biến thành nét hết này. Đấy. Cắt rời và biến thành nét hết. Đấy. Nó thành tất cả các nét rời hết đúng không? Đấy.
Và để ý nhé, có một cái đặc điểm của nét rời nhé, khi mà biến thành hình này đấy thì nó không còn là cái hình đặc nữa, mà nó hình nó bị móp méo đi của cái chỗ bị cắt rời hai hình, đúng không? Đấy, thì cái này là mình cứ thử nghiệm thôi, mình cứ thử nghiệm các cái hình này, các cái dao cắt hình này. Đấy thì biết được các cái lệnh cơ bản này là mình sẽ sử dụng được rất là nhiều cái, mình sẽ vẽ được rất nhiều thứ. Mình lấy ví dụ đây. Cái đấy là cái mình dùng thường xuyên luôn đấy. Cái này là phải ấn giữ, ấn chặt vào thì nó sẽ hiện ra cái bảng dưới nhá. Đây. Thật ra cái này là mình quên đấy, cái này là vùng phím tắt mà. Đấy. M này. Đúng không? M với ellipse là L này. Đấy, cũng lâu lâu không vẽ rồi mất phản xạ dùng phím tắt của cái này. Nhưng mọi người vẫn nhớ lưu ý là phím tắt là cái rất là quan trọng nhá. Lúc nào cũng phải dùng phím tắt. Đây mình một cái ví dụ đây. Đấy, mình có bốn cái hình rời này đúng không? Khi mà mình hộp lại nhá. Hộp lại này, đấy. Mình đã có một cái hình đúng không? Đấy, ví dụ như cái hình này là mình có thể làm một cái thành một cái trang trí được rồi, đúng không? Đấy. Hoặc là bốn hình tròn này riêng này, gộp với nhau này. Đấy, thì nó cũng thành một hình như này. Đúng không? Rồi thì cái này chính là con trong quân bài đây. Giống như con bài đấy đúng không? Đây, quân bài đây. Mọi người để ý nhé, khi kéo hình nhé, nó sẽ tạo thành các cái đường tím tím này để nó gióng hình cho mình, để nó biết là khoảng cách của mình đấy, ví dụ đến đâu, ví dụ mình kéo đến đây là cái điểm tâm ở giữa này thì nó sẽ gióng sang bên ngang này để nó biết là kéo khớp đến đúng cái bên đường ngang của hình tròn, đấy không? Đấy, đấy là những cái thông minh của cái phần mềm. Đây, mình vẽ như hôm trước là cái lệnh vẽ point đúng không? Pen tool đúng không? Mình vẽ con nhép này trong trong biểu tượng con tép nhép của bộ bài này, giữ ship để thẳng này, nhớ là bao giờ muốn để mà gióng hàng để mà thẳng hoặc là chéo ấy là giữ ship nhé, còn nếu không là thả là muốn nào làm. Đây. Cái này nhé, copy sang một cái này, à, thêm một cái nữa đúng không? Bây giờ mình muốn lật nó sang bên kia để nó đối xứng với bên này hai cái đúng không? Ấn chuột phải này, transform này, reflect này, đây, vertical đây, đấy. Thì là nó lật lại hai cái nhau. Bình thường mình có dùng một cái phím tắt cho cái này, nhưng cái đấy mình sẽ nói sau. Đấy, và dùng lệnh gộp này, hình này, đấy, thế là thành hình con tép không? Nhép đúng không? Không biết các bạn gọi cái này là gì? Quy cơ át tép đấy, đúng không? Quy cơ dô tép à? À, gì nhỉ? Cơ dô bích tép chứ nhỉ? Lâu quá không chơi Tú thì chả nhớ. Đấy, ví dụ của cái việc vẽ một cái hình như thế. Thì với hai cái lệnh cơ bản đấy, thế là cái lệnh pen tool này là vẽ hình này. Và cái thứ hai là cái mà layer này, layer trên dưới này. Và mấy cái lệnh gộp hình cắt hình này. Thì gần như mình đã có thể làm tất cả những cái vẽ hình cơ bản được rồi. Đấy, cơ bản nó chỉ có thế thôi, rất đơn giản.
Mình hướng dẫn thêm một cái lệnh nữa nhé, cái lệnh di chuyển nhé. Bình thường nếu mà mình muốn di chuyển trong khung hình ấy thì mình ấn V, cầm vào hình, ấn vào hình và kéo kéo đi này, giữ chuột này, kéo đi các nơi hình khác nhau nhé, là di chuyển đúng không? Thế nhưng nếu mà muốn xoay nó đi thì sao? Muốn xoay nó đi thì đây cái lệnh này R, lệnh R là xoay. Và khi xoay ấy, thì để ý bao giờ nó có một cái tâm xoay đúng không? Tâm xoay của nó đây, đấy là xoay, nó sẽ xoay theo cái tâm xoay đúng không? Thế nhưng mà mình không muốn nó xoay ở tâm đây, mà ví dụ mình muốn nó xoay ở đây cơ, đúng không? Xoay ở góc tâm này thì mình có một cái là mình giữ an này, mà để ý giữ an nhé, ấn vào đây này, ấn vào cái tâm xoay mới này, đấy, và mình xoay đi này, thì nó sẽ có ở đây, nó sẽ có cho mình cái lựa chọn nhé, là ví dụ là 15 độ này, ấn preview để xem trước này, đấy, đấy, là xem nó quay bao nhiêu độ đấy. Có thể cho 30 độ này. Có thể là trừ đi này. Trừ thì là theo chiều ngược lại này. Đấy, cộng trừ là theo chiều ngược lại này. 90 độ chẳng hạn này. Đấy. Thứ hai nữa là có thể copy nhá. Khi ấn copy đây này thì nó sẽ copy ra vào hình nữa này. Đấy. Vừa xoay vừa copy đấy. Mình có thể ấn Ctrl D này, tiếp tục này. Đấy. Thì đấy là cái lệnh xoay. Mình làm lại nhá. Ví dụ khi mà ấn lệnh xoay ấn R này. Nếu mà bình thường nếu mà chỉ muốn di chuyển cái tâm xoay này không ấy thì mình có thể ấn thẳng vào cái tâm xoay. Ấn thẳng vào cái tâm xoay chọn và di đi thôi. Đấy. Thì thả ra là muốn xoay. Nhưng mà nếu mà để mà muốn vừa xoay vừa copy, vừa thay đổi được các cái thông số đấy thì phải giữ an nhé. Đấy, giữ an, kéo cái tâm xoay đi về đúng cái vị trí mình mong muốn và thả ra. Đấy, thả chuột ra thì là sẽ làm được việc đấy. Có thể preview, có thể copy. Đấy. Còn bình thường nếu mà mình xoay không ấy, xoay đơn thuần không một lần thôi ấy, ấn R lại nhé, thì mình chỉ cần ấn vào đây, ấn vào cái tâm chuột này, kéo di vị trí mà mình muốn thay đổi xoay đi này, và mình ấn vào phía ngoài và mình kéo đi thôi. Đấy. Kéo đi và di từ từ đi thôi. Theo cái góc mình muốn là được. Thả ra, đấy. Đấy, mọi người để ý cái thao tác ấn chuột, giữ chuột, thả chuột nhá. Đấy, bao giờ có mấy cái thao tác đấy, khi mà vẫn còn đang lệnh thì phải ấn giữ, thoát lệnh thì thả chuột ra thì là dừng lệnh. Đấy, thì cơ bản ngày hôm nay nếu mà mấy cái lệnh như thế là đủ rồi đấy, mọi người về học và làm theo mấy cái lệnh này là được nhé. Ví dụ mọi người có thể vẽ thử một cái cây này. Mọi người có thể tập vẽ thử một cái cây đi. Một cái cây đơn giản này. Đấy, vẽ thử một cái cây đơn giản nhé. Đấy, đổ màu này. Màu nâu đúng không? Cây thì phải xanh đúng không? Ấn vào đây này. Nháy đúp nhá, muốn chọn để tránh nháy đúp nhá, cái này là muốn chọn đổi thay đổi để nháy đúp nhá. Tức là tùy từng cái, có những cái mình có thể nháy đơn, có những cái mình phải nháy đúp, tức là mình cứ thử thôi. Đấy, thì là để chọn màu đi, thay đổi màu đi này. Mà có rất là nhiều cách để đổi màu nhá, có thể thay đổi đây nhá, nháy đúp và đổi thay đổi, hoặc là thay đổi ở đây luôn này. Đấy, thay đổi luôn thẳng trên này luôn này. Đấy, ấn vào cái màu đây này. Là thay đổi thẳng màu trên này luôn này. Đấy, thì qua hai cái buổi này là mình đã có thể vẽ được hình cơ bản rồi, mình có thể vẽ được rất nhiều hình rồi, thì mọi người cứ làm thử đi cho quen nhé. Rồi chào cả nhà.